Mình chào cả nhà đang xem kênh YouTube Nông Cơ Đăng Hà nhé. Hôm nay Nông Cơ Đăng Hà em sơ lược quay và báo giá những con xe còn lại trong cửa hàng nhé. Dạo này em cũng giao rất nhiều xe này, ba con cua ta 4508 DI và GL32, một số em là lên đường rồi nhá. Rồi em tính mấy con to là em bán cải đó nhá. Những anh em đến sau những con 4508 không thể thất vọng gì nhá. Nông Cơ đang về máy liên tục nhá. Hôm hai hôm nữa là sẽ có máy tại cửa hàng cho anh em mình lựa chọn nhá. Đây em cũng quay sơ bộ lại cái con cua ta M165 này. Con này cũng rất nhiều anh em hỏi và cần làm nhá, mà em ưu tiên cho một ông anh em đồng hương ơi nhá. Mà hẹn em đem lũ 6 anh thu này. Làm sao em cất cái xe này đây. Con này là 145 triệu anh em nhá, khỏi phải thương lượng. Bốn quả lực mới này. M165 này. Động cơ máy móc sổ mà hơi hãm là ok cho anh em cả nhá. Đây. Cực kỳ đẹp. Nhưng mà bốn quả lực mới đây này, cầu đùi khô ráng nhá. Mà vì hứa hẹn đợi ông anh nói là mua cả súc lật cả dân sợi dân chảo luôn tùm lum thì em cũng đang dùng rồi đây nha. Em bạn giao lưu cho anh em con này 145 triệu ở đâu không nhá. Anh em ai lấy sợi so đối với sợi lớn này, em tính cho anh em 20 triệu với dân này nhá. Với chi tiết cho anh em riêng đẹp luôn nhá, xe rất đẹp này. Bụi bặm đất đai đang còn yên nguyên chưa đổi chi nhiều nhá. Giao lưu anh em 145 triệu nhá. Không rò rỉ hơi hạn chi đang con này hết nha. Cho anh em bao tẹt cũng thoải mái, máy cháy đầy đủ này. M165 này. 145 triệu này. Cũng cảm ơn anh em tin tưởng hồi cho con M165 cũng khá nhiều anh em lắm nhá. Nhưng mà em đây là cũng nói trước luôn. Thuần mình mua vừa mới bán, mình bán người chẳng là bán người cân nhá. Còn em bán giá công khai luôn. 145 triệu, anh em ai lấy được thì lấy được. Khỏi phải trả giá mất công nhá. Đây em cũng nói trước trong video luôn. Đang về Cubata L2202 đang dọn nha anh ấy. Đây là một con Mitsubishi MT Go Go 32 Go Jet 32 nha. Em này cabin máy lành mặt rồi rồi luôn nha. Em mới chỉnh chu lại tớ dàn máy lành cho anh em rồi nha. Rất đẹp này. Từ nền sang nên lọc dưới đang con đầy đủ hết nha. Một cái Mitsubishi MT Go này con số cơ bên cơ luôn nha. Trợ lực lại nha nha, cabin máy lạnh này, điều hòa này rất mát này, kính trong vắt như mực mèo nhìn xuyên đảo hai bên luôn này, lốp đẹp này, riêng theo xe hết nhá. Thì em đang mở làm cái máy lạnh nhá, động cơ là em bao dính toàn bộ cho anh em nhá, cho thơ thay kiểm tra thoải mái này. Mitsubishi Mtego Z32 lốp trước này, bảy riêng theo xe hết nhá, độ ok cho anh em này. Rất đẹp nhá. Em giao lưu cho anh em con này là 105 triệu nhá. 105 triệu là có một con Mitsubishi Mtego 32 nhá. Con này là nguyên rinh nguyên bản này anh em nhá. Rồi Mitsubishi Shibura D28F nhá. Giá 95 triệu này. Em còn hai con Mitsu bên trong kia. Thật với anh em nha. Không phải là lỡ duyên lỡ nợ chứ lỡ đo chứ. Nói thật chứ. Một con của khách chỗ cọc 2 triệu rồi nhưng mà khách đổi con khả anh em nhé. Em là thực sự luôn, con MT281 khách đã đổi con khả của em rồi. Con bên trong này giờ anh em cứ từ từ em sẽ xả giá từng con một nhá. Nhưng bây giờ hiện tại là em vẫn bảo giá như cũ này. 43 con này là 53 nhá. Yamaha FX32 nhá, giá 75 triệu này. FX32 75 triệu nhá, rất là đẹp nhá. Đây là dân ma 3/10 giá 65 nhá. Đây này 2801 55 triệu nhá. 53 triệu. Rồi anh em con L1325. Rất nhiều anh em rồi. Con này đúng 105 là mình bàn giao nhá. Còn dưới thì anh em khỏi phải suy nghĩ đi. Tháp 454 giá con này em giao lưu cho anh em là 75 triệu nhá. Rất là đẹp này cho anh em. 4508 DI này là để cho anh em đồng hướng nhá, nên là tạm thời là ba con 458 bên em đã bàn giao hết rồi nhá. Con này là đời đang đi sau thôi nhá, còn đã chốt cho khách này. L143 em
Nên con anh em nhá, ai cầm thì Zalo em, con em để giá mềm cho anh em này. Con chạy lơ 143, con là bạn 47 triệu em là bàn giao này nhá. Con đó nó cũng ổn, một ổn quá. Bàn giao này nhá. Con khách hàng em cũng bán con nữa rồi. Thì con này anh em ai thì em chỉ em để được cho 125 nhá. À 120 anh em. AS330 giảm cho anh em 5 triệu là giá 70 nhá. 70 triệu em bán cho con này rất là đẹp nhá. B24-20 65 triệu anh em nhá. Rất là đẹp. Giờ này em bàn giao xe rất nhiều nhưng bộ gòn vào trong này nhá. Đây là một em chạy to nhá. Em ý khi bán một câu lâu lâu có khách cần thì em mừng lấy cho khách nhá. Đây chạy to 8001 nhá, 801 này. Giao lưu cho anh em con này giá 55 triệu nhá. Giá thì giá to thôi nhưng mà con này đúng chính xác quá. Dạng vậy thôi chứ đúng là con này là em mơ tới giá 80 nha anh em. Đây này. Con này là em chị anh em coi. Con này là mơ em mơ tới giá 8. À đây đây. Đây là MTZ 8001 nhá. Đúng chuẩn động cơ bộ máy này. Đẹp. Con này là MTZ 80 này. Đó, lốp 6 lốp bằng đồ mới này. Giao lưu anh em giá 55 triệu nhá. Đường này đường của MTZ nhá. MTZ 80 nhá. Chuẩn anh em dùng là biển. Không rõ gì là như vậy nhá. Nó đẹp. Giao lưu cho anh em giá 55 triệu này. Rồi, qua đây là một con Kubota M7040. Con này lại được cho bạn luôn thì giá không thay đổi anh em nhé. Rất là đẹp. M7040. Giá như cũ video nhé, không thay đổi. Anh em hiện chỉ được giao lưu nhé. Đây là con Mitsuki này. TL2500 nhé. Mới lấy về đổi cho anh em nhá. Bộ quả lực mới này rất là đẹp, máy móc câu số ok và anh em đã hết giá luôn anh em giá 55 triệu nhá. Bộ quả lực mới này 2000 người nhá, máy che này cũng đầy đủ hết nhá. Giá luôn cho anh em 55 triệu này. Còn ngoài kia có con thứ đồ đạc rất là nhiều, anh em ai cần gì thì alo cái đó nhá. Đây cửa hàng nóng cửa Đăng Hà là ở km 17 quốc lộ 14 này, thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk nhá. Anh em ai có nhu cầu mua bán hay trao đổi thì gửi máy móc gì thì cứ điền cho nóng cửa Đăng Hà nhá. Số điện thoại bên góc trái màn hình nhá. Em có cùng em 4000 nhá. DT 2 câu trợ lực lại. Em giao lưu con này xả lỗi anh em giá 100 triệu đồng nhá. Đồng cửa 6 máy rất là khỏe là vui nhá. Một số dân trầu cây bánh lông dân sợi, anh em có nhu cầu cái đẹp cái xấu giá vừa phải đều có cả nhá. Đây có ông chủ gửi bán một con phó 3000 nhá, rất là đẹp, máy móc ok với hãng bình thường cho anh em cả nhá. Giao lưu cho anh em con này là giá 52 triệu nhá. Có gì mà anh em có nhu cầu mà thấy cái phó này thì mình cho chính chủ mới gọi gặp nói chuyện nhá. Thì giá trước mắt cái chủ đặt ra 52 triệu nhá. Thôi thời lượng cũng khá dài rồi, nông cơ Đăng Hà chúc toàn thể anh em có nhiều sức khỏe nhé. Hẹn anh em lại trong những clip tiếp theo nhé.